Cái anh kia bằng gì? Ó gì quên rồi. Ó liền. Ó gì không? Ó liền. Ó liền. Đây là hàng ca. Cao này sát ra cái chấm muối tiêu rất là ngon. Khỏi phải uống nha. Bà Di để xe tôi nói bà Di đâu bà Di. Dạ. Mua đâu? Đi chợ. Nói này tối nào cũng đi chợ. Bữa nào cũng đi không phải tối nào ngày nào cũng đi. Bữa nay có gọi nhà có gọi là hai con đi. Gì đó. Chúng đi con sao nó nhỏ quá vậy? Đi vô siêu thị nhỏ mẹ. Đi đâu mày có đi siêu thị. Bây giờ mấy giờ rồi? Tiền á. Giờ bây giờ xuống mua mình vô ăn với lại mua giờ ăn chứ mua đồ phẩm cho quậy thôi à vậy à. Chỗ đó đi trễ đóng cửa. Vậy đi ngày nào nó về không đi. Đúng rồi. Không đi. Mày đi sợ nó mày xuống đóng cửa mày. 7 giờ mới đóng, giờ đi trễ không được. Ngon bi. Ha. Ngon không? Cái này đọc là gì con? Cái này đọc là gì? Orange. Orange. Mày gì đọc là gì? Mày gì đọc là mommy. Yeah. Con đi là border. Mày nói điểm nếu nó ăn quậy về lại ăn quậy, tao nói giờ tao không có về, tao nói tại sao tao mới về mà nó nói vậy cái mắt về cái tao bị về. Giờ liền ăn quậy về cho giờ liền ăn quậy về liền quậy. Ai mượn à? Ai mượn kêu à? Nó nói ăn quậy giờ liền quậy về cho vui. Hay mặt đỏ muốn muốn chạy ra đây ngồi. Nó ai điện cứ ai điện là bà cứ điện đang cũng vậy mà đang chờ xe điện kêu ba về liền nghe ba cứ vậy nó móc đừng cho nó điện ai nữa nha nó điện lại kêu về liền không à móc cho nó mượn điện thoại đâu nói điện cho anh ngọt tiền lắm nó nói quậy mà ngồi vừa ủa cam có ngọt không mẹ ngọt có miếng ngọt miếng chua mẹ ơi cái miếng ngọt đỏ miếng nào mà đỏ đỏ là nó ngọt tại má ăn cái này chuối này ngọt ngay ăn vô miệng đẹp nhất. Cái muối ăn chắc dừa. À, con muối này 270 ngàn. Đưa nó luôn, giờ mẹ trả cho coi. Có tiền rồi sẵn. Kêu trả. Nó là tiền đâu rả. Ừ, nó là chỗ nó làm sắp đuổi nó à. Nhà ba nó đuổi lâu rồi. Nó làm gì đâu tôi lấy kìa. Nó ai cho nó có lấy gì lấy. Tại cho mày hai ba. Con hả? Con nói gì? Nó là công ty nó đó chị ông cầm về ba cái vậy nó xin cái không được le bạn cầm chạy bạn chạy về nhập nét cái cánh cái này trong vòng nếu mà muốn trồng thì như là trong vòng một tuần đừng có tưới nước đó đợi cho cái rễ nó ấy hết đi khô thì khô đi xong cái đem ngâm nước khoảng 3 tiếng đồng hồ cái đầu ấy ra đừng tưới nữa đừng có buồn rễ chứ khô không khô hả. Cái này nó dạng tầm không có bông mà như giờ có bông nè nó rụng bông rồi sợ nó không ra nữa phải không? Không ra không? Cái này đang dễ, anh chỉ sợ cái cây nó chết thôi. Cái giờ nó đừng tại vì nó xịt thuốc ép phân nguồn nhiều cái hồi còn cho con cây giờ đây cũng dễ chết queo mua về là chết phải biết cách kìa. Đúng rồi đừng có tưới nước, nước nha đừng có tưới nước nha. Để ra đây trong vòng một tuần đừng tưới nước khô thì khô xong rồi đem ngâm nước khoảng chừng 2 tiếng hồ lấy ra ngon ben ngon sống nữa nhìn nè đó cam sẽ vàng với muối tiêu ngon quá wow. Em tắm chưa ăn chưa ăn xong rồi tắm quay miệng là giống dịu coi nè, quay miệng là giống dịu. Không quay miệng. Cái này là đọc gì rồi. Đưa tiền tao mua cho. Đâu đọc mẹ mày nghe coi. Ở luôn. Về mới này. Cô mày yêu. Nghe không? Cô mày đưa rồi mẹ lấy cho mẹ giáo. Đọc mèo đọc nè. Để tối tao đặt cho. Dạ. Có à, thấy được không? Cục bự hơn nha. Gì vậy? Cục này được, tao thấy sẽ được. Lấy cục bự hơn chị. Bự dạ. Hơn. Có gì nếu mà mày không xài mày, mày lấy cục tao mày xài đi. Ừ. Bự hơn. Ừ. Rồi cứ nghe nhắn vụ. Người lá. Vụ gì đó còn vụ em không? Ừ.
con nó đi đâu? Đó là con đi chợ. Con đang dính không có ice cream. Hết rồi. Anh ở đây